Tình duyên của diễn viên Cổng Mặt Trời, Người Hạnh Phúc Vô Bờ, kẻ dính nghi án yêu đồng giới. Sau 8 năm bộ phim phát sóng, hạnh phúc của mỗi thành viên đều ngã sang một hướng khác nhau. Bộ phim Cổng Mặt Trời được ra mắt vào năm 2009, với nội dung xoay quanh cuộc sống sinh viên nhiệt huyết, yêu đời của một nhóm bạn trẻ. Họ phải đối mặt với những lo toan cuộc sống, những mối quan hệ tình cảm, tình bạn. Các gương mặt xuất hiện trong phim đều là những diễn viên trẻ, nên lối diễn xuất tự nhiên thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Cổng Mặt Trời cũng trở thành phim truyền hình giành giải Mai Vàng 2010. Sau 8 năm, cuộc sống của các diễn viên đều thay đổi, đặc biệt là đường tình duyên của họ. Ngọc Lan Thanh Bình. Ngọc Lan được đánh giá là nữ diễn viên tài năng. Khi cô vào vai Hồng, một cô gái thực dụng, ham vật chất trong Cổng Mặt Trời. Nhờ vào lối diễn xuất tự nhiên, có chiều sâu, cô đã khắc họa thành công hình ảnh nhân vật mà mình tham gia. Năm 2014, Ngọc Lan giành giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, khiến cô ngày càng đắt show phim ảnh, đặc biệt là ở lĩnh vực phim truyền hình. Trải qua bao thử thách trong chuyện tình duyên, cuối cùng Ngọc Lan đã đạt được hạnh phúc khi chính thức kết hôn cùng diễn viên Thanh Bình vào tháng 7 2016. Cả hai đón chào cậu quý tử đầu lòng bé Phôi. Được biết, con trai của Ngọc Lan đã được 8 tháng tuổi và khá đáng yêu. Hiện tại, nữ diễn viên đang rất hạnh phúc vì được chồng cưng chiều hết mực cùng với con trai kháu khỉnh. Diễn viên Bá Thắng Hòa Hiệp. Bộ ba Bá Thắng Hòa Hiệp Lương Thế Thành đảm nhận các vai lần lượt là Đoàn Vĩ Bình. Họ đều là những anh em thân thiết, đoàn kết và khá hài hước trong phim. Ngoài đời, ba anh chàng này đều có mối quan hệ cực kỳ gắn kết, thậm chí có thời gian lập nhóm hát và biểu diễn khắp các tụ điểm. Bộ ba thân thiết, thân đến mức nhiều người vô tính còn chọc ba người là tình tay ba. Nhưng giờ thì Lương Thế Thành đã cất bước sang ngang, chỉ còn lại hai chàng độc thân Bá Thắng Hòa Hiệp. Thời gian qua, Bá Thắng và Hòa Hiệp liên tiếp bị nghi án rằng cả hai có mối quan hệ tình cảm đồng giới. Mới đây, Bá Thắng đã lên tiếng phản bác tin đồn này. Nam diễn viên bộc bạch, gia đình anh đã quen với những lời đồn và anh còn xác nhận đang làm mướn cho Hòa Hiệp. Hòa Hiệp kinh doanh, Bá Thắng làm quản lý nhà hàng cho bản thân. Nguyệt Ánh và ông xã Ấn Độ. Khi đến với bộ phim Cổng Mặt Trời, sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp lên như diều gặp gió. Cô đặc biệt được yêu thích qua nhân vật Cúc đáng yêu, hiền lành nhưng cũng rất kiên cường. Chưa một lần công khai người yêu với công chúng nên mọi người vô cùng bất ngờ khi Nguyệt Ánh và bạn trai người Ấn Độ tên Eswarao kết hôn với nhau vào tháng 3, 2017. Chồng cũng chính là thầy giáo dạy yoga cho Nguyệt Ánh. Vừa qua, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Nguyệt Ánh đăng tải hình ảnh cô và ông xã người Ấn Độ. Cặp đôi đã có chuyến du lịch tại Bhutan, đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên Cổng Mặt Trời chia sẻ về ông xã với người hâm mộ. Dù đã kết hôn được hơn nửa năm, nhưng Nguyệt Ánh hiếm khi nào đăng tải ảnh chồng lên mạng xã hội. Lương Thế Thành, Thúy Diễm. Khi tham gia bộ phim Cổng Mặt Trời, tên tuổi Lương Thế Thành ngày càng tỏa sáng và ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhân vật Bình. Đẹp trai, thông minh, tính tình chất phác cùng tình yêu đẹp với Cúc. So với dàn diễn viên nam thì Lương Thế Thành có những bước thăng tiến trong nghệ thuật nổi bật nhất. Vào tháng 4 2016, Lương Thế Thành kết hôn cùng diễn viên Thúy Diễm sau một thời gian dài hẹn hò. Được biết, cả hai đã đăng ký kết hôn vào năm 2014, nhưng 2 năm sau mới chính thức về chung nhà. Hôn lễ này cũng từng được gọi là đám cưới cổ tích. Lương Thế Thành nổi tiếng là chiều vợ. Mới đây, anh còn tậu xe hơi trị giá hơn 2 tỷ đồng để làm quà tặng cho vợ yêu nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Ngày 20 tháng 10. Tú Vi, Văn Anh. Khi tham gia Cổng Mặt Trời thì tên tuổi của Tú Vi mới được mọi người chú ý và biết đến rộng rãi hơn. Trong phim, Tú Vi vào vai Trà, một cô sinh viên chăm chỉ và mạnh mẽ. Nhân vật Trà luôn được yêu thích qua từng tập phim bởi lối diễn tự nhiên và lôi cuốn mà Tú Vi đem lại. Chuyện tình duyên của Tú Vi luôn là người hâm mộ ghen tị khi lúc nào họ cũng chứng kiến sự hạnh phúc của cô nàng bên ông xã là diễn viên Văn Anh. Cặp đôi hẹn hò khi tham gia vào bộ phim Bếp Hát vào năm 2013. Sau 2 năm yêu nhau, cả hai chính thức về chung nhà vào tháng 11, 2015. Sau gần 2 năm kết hôn, cả hai vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu. Cặp đôi luôn cùng nhau xuất hiện ở mọi sự kiện. Văn Anh luôn dành những lời ngọt ngào yêu thương cho bà xã và cũng chẳng ngại thể hiện cử chỉ thân mật nơi đông người. Chân dung người phụ nữ giàu có quyền lực đứng sau cuộc đời anh bo đang trường.
Cuộc đời mang đến cho nam ca sĩ điển trai đan trường nhiều điều tốt đẹp, nhưng có lẽ may mắn nhất của anh là gặp được người phụ nữ mang tên Thủy Tiên. Năm 2013, thông tin nam ca sĩ đan trường Anh Bo tuyên bố kết hôn khiến nhiều trái tim thiếu nữ rơi rụng. Cũng từ đây, danh tính của người con gái may mắn trở thành bạn đời của chàng ca sĩ lãng tử, trở thành đề tài khiến người ta tò mò. Tuy nhiên, khi thông tin về Thủy Tiên, vợ của đan trường được công khai, ai nấy phải gật đầu thừa nhận rằng có lẽ nam ca sĩ điển trai của showbiz Việt mới là người may mắn. Khác với tưởng tượng của nhiều người, cô chẳng phải là ái nữ của bất kỳ đại gia hay tỷ phú nào cả. Cô là một người phụ nữ giàu nghị lực, tự mình trở thành đại gia của chính mình. Có lẽ không cần phải bàn cãi gì nhiều về sự tài giỏi và quyền lực của Thủy Tiên. Nhiều người cho rằng Thủy Tiên sống đúng theo cách mà chị em phụ nữ ở thời hiện đại đang hướng về, tự lực tài chính, chủ động ước mơ và nâng niu bản thân. Thủy Tiên và Đan Trường bắt đầu quen biết nhau vào năm 2005 và chính thức yêu vào năm 2010. Sau 3 năm hẹn hò, cả hai quyết định nên duyên chồng vợ. Sau khi kết hôn, Thủy Tiên tiếp tục công việc kinh doanh, đồng thời lo lắng chu toàn trong việc gia đình. Có lẽ với Thủy Tiên, việc khó khăn nhất khi làm vợ Đan Trường là phân bổ công việc và thời gian hợp lý để chăm lo cho tổ ấm của mình. Bởi cô ở Mỹ, còn chồng hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam là chính. Người ta thường nói, đằng sau sự thành công của người đàn ông là hình bóng của người phụ nữ, quả rất đúng với Thủy Tiên. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, cuộc hôn nhân của Đan Trường Thủy Tiên cũng khiến nhiều lần đối diện với sóng gió bởi những tin đồn. Tuy nhiên, xác định lấy chồng làm nghề giải trí, có lẽ Thủy Tiên đã chuẩn bị cho mình tâm lý để đối diện với thị phi. Mỗi lần gặp những biến cố nào đó, Thủy Tiên lại bình tĩnh cùng chồng đối diện và đi qua tất cả. Thậm chí cô còn đứng ra giúp chồng vượt qua giai đoạn khó khăn với những scandal bổ vây, với lối ứng xử thông minh và tinh tế. Có lẽ với Thủy Tiên, điều quan trọng nhất trong hạnh phúc của một mái ấm đó chính là sự tin tưởng người chồng, dù đi xa cũng luôn nghĩ đến vợ mình. Là người vợ dù bận rộn đến mấy cũng luôn nhớ tới chồng mình. Chỉ đơn giản như vậy nhưng cũng đủ làm nên hai chữ gia đình. Sau khi kết hôn, Đan Trường vẫn bận rộn với các kế hoạch âm nhạc. Có thời gian anh phải ở Việt Nam rất nhiều, còn Thủy Tiên cũng vậy. Cô cũng có những kế hoạch kinh doanh của riêng mình, nên thời gian vợ chồng dành cho nhau khá ít. Tuy nhiên, cả hai đều cố gắng sắp xếp thời gian để bên nhau. Dự án kinh doanh mà nhà hàng mang tên thân mật của nam ca sĩ Đan Trường Bo Bo trên nước Mỹ được xem là đứa con chung đầu tiên của cả hai. Mọi người nói rằng Thủy Tiên là đại gia của Đan Trường, có lẽ điều này không sai, bởi có một người vợ khéo léo, biết lo lắng chu toàn cho tất cả, chẳng phải chính là kho báu hay sao? Đầu năm 2017, Thủy Tiên sinh con sau 3 năm kết hôn. Sự hiện diện của bé Ma Thích Thiên Từ đã mang đến cho vợ chồng Đan Trường niềm hạnh phúc vô tận. Nữ doanh nhân từng tâm sự, cô trải qua 9 tháng 10 ngày, không mấy dễ dàng. Ông xã vì tính chất công việc không thể thường xuyên ở bên cạnh cô, khiến cô thấy mệt mỏi và tủi thân vô cùng. Tuy nhiên, con trai chính là động lực, là niềm an ủi, giúp cô vượt qua tất cả. Với Thủy Tiên, một người phụ nữ dù mạnh mẽ đến thế nào cũng có những lúc yếu đuối. Dù họ có là nữ doanh nhân quyền lực ngoài xã hội, thì ở nhà họ cũng chỉ là người vợ, người mẹ như bao người. Cô từng bộc bạch rằng, kể từ khi làm mẹ, cô thấy cuộc đời này ý nghĩa hơn. Một ngày tuy chỉ có quanh quẩn với việc nhà chăm sóc bé Thiên Từ, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Dù rằng tôi chưa từng làm những việc này và cũng không hề nghĩ mình có thể làm được. Nhưng từ khi có Thiên Từ rồi, tính cách, cuộc sống và suy nghĩ của tôi đều thay đổi. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm hơn, mọi việc tôi nhìn với tính cách nhẹ nhàng hơn. Tôi không còn tư tưởng chạy theo công việc như trước. Chính vì thế, sau khi sinh, Thủy Tiên dành phần lớn thời gian cho con trai. Cô còn chủ động nhường quyền bớt các cửa hàng để toàn tâm toàn ý lo cho con. Kể từ khi có con trai, Đan Trường cũng giảm bớt công việc để dành thời gian cho hai mẹ con. Sau khi con cứng cáp hơn, Thủy Tiên cũng bắt đầu với công việc. Cô đã chứng minh được rằng dù lấy chồng sinh con thì cuộc sống của người phụ nữ cũng không chỉ quẩn quanh nơi phòng bếp và phòng ngủ. Thủy Tiên dành khá nhiều thời gian bên con. Thủy Tiên cũng chia sẻ rằng chỉ mong có thêm thời gian với con. Chính vì vậy, chị quyết định dù trở lại công việc cũng chỉ làm bán thời gian chứ không còn mải mê như trước. Không khó để nhận ra rằng cuộc sống hiện tại của Thủy Tiên, điều quan trọng nhất là bé Thiên Từ. Trên trang cá nhân của mình, cô thường xuyên đăng ảnh con trai thay vì công việc như trước đây. Cũng như bao người mẹ khác, Thủy Tiên muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của con mình và muốn được cùng con trải qua những giai đoạn nhỏ nhất. Cô đã mỏi mắt tìm giúp việc và bảo mẫu để hỗ trợ mình chăm con, đổi 10 lần bảo mẫu mới tìm được người ưng ý, trung thực,
biết ít nhất 3 ngoại ngữ và yêu trẻ. Hiện tại bé Thiên Từ được tiếp xúc với môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ ở nhà, nghe mẹ nói chuyện bằng tiếng Việt, bảo mẫu nói tiếng Trung Quốc và giúp việc nói tiếng Tây Ban Nha. Vợ Đan Trường cũng luôn biết cách nuông chiều chính mình. Thủy Tiên dành khá nhiều thời gian cho các chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Theo Thủy Tiên, là phụ nữ ai cũng nên tự chiều chuộng bản thân, vì chính mình và cũng vì chính những người mà mình yêu thương. Thủy Tiên cũng dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc bản thân. Đi qua những thăng trầm của cuộc sống, những giai đoạn gồng mình vì công việc, với Thủy Tiên hiện tại, gia đình là điều trân quý nhất. Thủy Tiên sinh năm 1986, kém Đan Trường 10 tuổi. Cô nhận bằng cử nhân ngành tiếp thị và kinh doanh quốc tế của trường đại học Sanjo. Thủy Tiên từng là người sáng lập viên kiêm giám đốc tài chính của công ty du lịch tài chính lớn ở Mỹ. Trước khi thành lập công ty, Thủy Tiên từng có 5 năm làm phóng viên tin tức và giám đốc sản xuất điều hành. Và 2 năm làm việc ở tập đoàn, được vinh danh là một trong những doanh nhân thành tích tốt nhất trong 2 năm. Công ty của Thủy Tiên từng nhiều lần tổ chức các show diễn cho Đan Trường, cũng như các ca sĩ khác trên đất Mỹ. Cô cũng từng khá thành công khi đưa David Angela đến Việt Nam trong chương trình Idol Music Event. Với nhiều người làm việc trong lĩnh vực tài chính, Thủy Tiên là cái tên không hề xa lạ. Cô thường góp mặt trong nhiều dự án kinh tế, giải trí Việt và Mỹ. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh nói gì khi Thanh Lam chê một số ca sĩ miền Nam? Xuất hiện trong live show Khuya Nay Anh Đi Rồi của Hồ Quang Tám, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã có những chia sẻ về nhận định của ca sĩ Thanh Lam. Nhiều ca sĩ miền Nam chẳng học hành gì mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tối 22 tháng 10, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra live show Khuya Nay Anh Đi Rồi kỷ niệm 28 năm ca hát của ca sĩ Hồ Quang Tám. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cũng có mặt để ủng hộ đàn em bằng một vở kịch gây nhiều tiếng cười cho khán giả. Chia sẻ với phóng viên báo Người đưa tin về việc mới đây, có thông tin cho rằng đang có chuyện loạn nhà thờ tổ và giới nghệ sĩ ngày càng đồng bóng. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cho biết, nghề nào cũng có người khai sinh và là người đầu tiên thì xem như là tổ nghề. Tôi cho rằng thờ tổ nghề không liên quan tới điều bị gọi là đồng bóng như nhiều người đang nói. Bây giờ nghệ sĩ mà có điều kiện, mỗi người xây một nhà thờ tổ cũng được, hoặc xây 1.000 nhà thờ tổ thì có sao đâu. Khán giả và nghệ sĩ có tâm thì đến với nhà thờ tổ thôi. Hoài Linh ít khi lên tiếng lắm, tôi chỉ lên tiếng khi có những chuyện quá ồn ào. Khi được hỏi anh thấy thế nào khi ca sĩ Thanh Lam mới đây có nhận định rằng nhiều ca sĩ miền Nam chẳng học hành gì mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông, tôi đặt dấu hỏi về điều này. Hoài Linh cho biết, sự nổi tiếng của người nghệ sĩ là do khán giả nhận định và tôn vinh, chứ nghệ sĩ không thể tự làm mình nổi tiếng được. Thanh Lam nhận xét về âm nhạc nên tôi chỉ nói thế thôi. Xin không bình luận gì thêm. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh góp mặt trong đêm nhạc của Hồ Quang Tám với tiểu phẩm Bắc Ma. Các nghệ sĩ như Ngọc Sơn, Thanh Thanh Hiền, Chế Phong, Anh Thơ, Trọng Tấn, Trà My, Minh Hằng cũng mang đến những tiết mục đặc sắc phục vụ khán giả. Đặc biệt với ca khúc Không Bao Giờ Ngăn Cách, MC Thảo Vân, Hồ Quang Tám đã có màn song ca khiến khán giả bất ngờ. Ít người biết rằng MC Thảo Vân lại có một giọng ca ngọt ngào, không kém các ca sĩ chuyên nghiệp. Live show kỷ niệm 28 năm ca hát, ngoài việc thể hiện những ca khúc mà Hồ Quang Tám yêu thích, cũng là dịp để anh tri ân tới những người thầy, người anh trong nghề và khán giả đã yêu mến anh suốt những năm tháng qua. Chương trình được đánh giá là có sự đầu tư và rất nghệ thuật. Tổng đạo diễn Nguyễn Công Vượng cho biết, để có một chương trình lung linh và hoành tráng như Khuya Anh Đi Rồi của Hồ Quang Tám, tôi và ekip đã phải cố gắng rất nhiều. Trước đó 3 tháng chúng tôi đã chuẩn bị cơ sở vật chất cho live show. Làm sao cho các tiết mục chương trình phải hay từ đầu đến cuối để khán giả ngồi nghe mà không muốn bỏ về giữa chừng, và đêm nhạc này đã làm được điều đó.